vị khán giả đến với A Ha. A Ha là một trò chơi vui nhộn và đầy bất ngờ dành cho những ai tự tin và khả năng quan sát và óc phán đoán của mình. Chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 21:30 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7, và ai là người tin tưởng nhất sẽ nhận giải thưởng cao nhất lên tới 65 triệu đồng. Và không quan trọng bạn là ai, bạn ở đâu, bạn chỉ cần tự tin với chính mình là có thể tham gia A-Ha. Và hãy nhớ, với bất kỳ chi tiết nào trong A-Ha cũng có thể thay đổi, và thay đổi bất kỳ lúc nào. Cho nên đừng bao giờ rời mắt khỏi màn hình nhé. Bây giờ chúng ta hãy chào đón 6 người chơi muốn thử thách sự tin tưởng của mình với A-Ha. Trẻ, rất đẹp, và đặc biệt ba cô gái ngày hôm nay đều có mái tóc dài rất dễ thương và duyên dáng. Mời bạn đầu tiên, Ngọc Khanh. Mình tên là Ngọc Khanh, hôm nay mình rất là vui khi được đến đây để giao lưu cũng như là chơi một cái trò chơi rất là trí tuệ A-Ha. Hy vọng là tất cả các bạn sẽ dành tình cảm cho Khanh cũng như tất cả 6 người chơi ngày hôm nay nhé. Xin mời Hải Châu. Thì hôm nay chị đến với A-Ha trong một cái tâm trạng rất là hồi hộp và cũng rất là lo lắng, không biết là mắt của mình tin đến đâu. Và rất mong rằng mọi người sẽ luôn cổ vũ cho chị Hải Châu cũng như là các anh chị ở đây. Rất vui khi được tham gia chương trình này. Và chị cũng chúc em là sẽ A-Ha trong chương trình này rất nhiều. Cảm ơn và chị. Và xin mời em Minh Sùng. Xin chào chị Phương Hương. Xin chào tất cả các bạn khán giả của chương trình A-Ha. Ngày hôm nay thì em đến đây với cái tiêu chí là thắng là trên hết. Đúng rồi. Em đứng ở giữa nhưng đặc biệt với cái mái tóc tường rất dễ thương. Và những con người đặc biệt như thế này thì hay như có những tài lẻ lắm. Minh Sù có gì đặc biệt để tặng cho chương trình hay không? Em hát một cái đoạn nào đấy ở trong một bài hát vui vui để dành tặng cho mọi người được không? Cảm ơn em. Dạ. A-Ha, đến nơi ai cũng cho em đẹp xinh nhất nơi đây. A-Ha, đẹp xinh. Rất là dễ thương. Và mời bạn Quỳnh Châu. Mình là Quỳnh Châu. Hôm nay Quỳnh Châu rất vui khi được đến với chương trình A-Ha. Và Quỳnh Châu hy vọng là mọi người sẽ ủng hộ cho Châu cũng như các anh chị. Onlyfi. Xin chào chị Phương Hương, xin chào các bạn khán giả. Đến với chương trình này thì Onlyfi mong là mọi người sẽ ủng hộ cho Si cũng như là tất cả mọi người chơi ở đây. Onlyfi từng là đồng đội của Renku, Ngọc Khanh, lại là Minh Xu. Nhưng mà chắc hôm nay không bạn bè gì hết. Mọi người chơi sẽ tự khẳng định chính mình. Và hy vọng là ai cũng sẽ trả lời được câu hỏi. Đó, trong 3 chàng trai mà đã hết 2 chàng trai, đó là Minh Xu và Onlyfi. Ánh Ngọc, bạn cho biết ý kiến như thế nào khi hai bạn nam cũng không thèm hỗ trợ mình? Xin chào tất cả mọi người, chào chị Viên Hương, em là Ánh Ngọc. Hôm nay em đến đây để vui lời chính, nhưng mà hiện tại là em đang rất là lo lắng. Ba bạn nam cảm ơn đã không nhường, ba bạn nữ cũng không có nhường đâu. Chị Phương nhìn thấy sáu gương mặt rạng rỡ, chắc là bây giờ các bạn đang sẵn sàng lắm đúng không? Vậy thì nhiệm vụ của Hương sẽ thông báo luật chơi của chương trình. Chúng ta có cơ hội trúng giải thưởng lên tới 65 triệu đồng tiền mặt. Và những người chơi phải tìm ra những sự thay đổi, những điểm khác biệt, những hình ảnh ẩn giấu trong những hình ảnh, mảnh ghép hay đoạn phim của chương trình. Vòng 1, 3 bạn có 2 câu trả lời đúng sẽ bước vào vòng 2 của chương trình. Ở vòng 1, 1 câu trả lời đúng trị giá 1 triệu đồng. Bước vào vòng 2, chỉ còn 3 bạn thôi. Nhưng một bạn đầu tiên có 3 câu trả lời đúng thì sẽ bước vào vòng 3 của chương trình. Ở vòng 2, 1 câu trả lời đúng trị giá 1 triệu rưỡi. Ở vòng 1 và vòng 2, người chiến thắng có tổng số tiền là 6 triệu rưỡi. Lúc đó bạn sẽ có 2 sự lựa chọn. Sự lựa chọn thứ nhất là sự lựa chọn an toàn. Bạn sẽ ra về với số tiền 6 triệu rưỡi y chí nằm trong túi. Còn nếu bạn có sự mạo hiểm, mời bạn sẽ bước vào vòng đặc biệt của chúng tôi và bạn có cơ hội giành được giải thưởng 65 triệu đồng. Khoan hãy qua đã. Ở vòng này, bạn sẽ xem một đoạn phim hoặc bức hình và phải kiếm được 3 sự thay đổi hoặc 3 sự khác biệt. Nếu ở lần xem thứ nhất mà bạn kiếm được 3 điều đó, lập tức số tiền của bạn nhân lên 10 lần, đó là 65 triệu đồng. Nếu ở lần xem thứ hai bạn mới tìm ra được 3 điều đó thì số tiền nhân lên 6, có nghĩa là 39 triệu đồng. Nếu ở lần xem thứ ba bạn mới tìm ra được 3 điều đó thì số tiền nhân đôi, có nghĩa là 13 triệu đồng. Nhớ, khi
ba lần xem mà vẫn không tìm ra ba cái điều gì hết thì bạn sẽ ra về với số tiền thưởng của chương trình là 1 triệu đồng ăn ủi. Bây giờ các bạn đã sẵn sàng chưa? Đúng vậy. Chúng ta sẽ chinh phục 65 triệu đồng. Mời các bạn bước vào vòng 1 của A-ha. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn lên màn hình, bước vào thử thách đầu tiên của vòng 1. Tìm sự thay đổi của bức hình. Mời Minh Xu. Ở bên phải này nó có những cái đường thẳng vạch 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 vạch, thì có một cái đường thẳng nó mất đi, nó thay đổi là nó mất đi một đường thẳng ở trên cái mảng ở bên phải này. Và khi mà Minh Xu tập trung thì cái mặt của bạn rất dễ thương, hình như mấy cọng tóc của bạn nó càng quéo và càng xù hơn thôi. Em sợ là nó quéo quá rồi nó làm rối em nhìn hình không kịp. Và hiện giờ năm bạn kia nếu có đáp án giữ im để chúng ta xem thử coi cái thanh đó có mất hay không, đúng hay là sai. Chúng ta hãy xem lại nhé. Và đúng như vậy. Cặp tay với anh đi để lấy hình nè. Lấy hình nè. Yeah. Tất cả các chiếc tiền bạn không nhìn ra và lại nhìn ra cái sọc đó. Nhưng không sao, bình tĩnh. Các bạn hãy cố gắng và hãy nhớ nhìn tổng thể, đừng nhìn vào một điểm nha. Chúng ta sẽ bước tới thử thách thứ hai của vòng 1. Tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Mời Hải Châu. Dạ, ở bên cạnh cái bồn bên là có một cái bồn hoa. Cái bồn hoa. Cái bồn hoa nhỏ thì nó biến mất. Biến mất được hay không, đúng hay sai? Hải Châu. Và bây giờ mời các bạn coi lại đáp án. Cố lên, tới thử thách kế tiếp của chương trình. Tìm sự thay đổi của đoạn phim. Ánh Ngọc. Cây thông Noel thay đổi về kích thước. Cây thông Noel thay đổi về kích thước. Một lần nữa các bạn nữ của chúng ta quan tâm về bông, về cây thông Noel. Và Ương hy vọng là cây thông Noel đã thay đổi kích thước lớn nhỏ để vừa với căn nhà của bạn. Đúng hay sai? Anh ơi! Đúng vậy. Chúng ta sẽ xem lại sự tin tưởng của bạn đó ra sao. Và bây giờ chúng ta đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Tìm sự thay đổi của bức hình. Mời bạn Quỳnh Châu. Đúng không ta? Em thấy hình như con ngựa nó to nhỏ phải không chị? Con ngựa mà nó to nhỏ, hy vọng là bạn nuôi con ngựa được to lên và đúng hay là sai, Quỳnh Châu ơi? Đúng đi, đúng đi. Ông đúng rồi. Mời bạn Ngọc Khanh. Em nghĩ sự thay đổi đây là con rồng. Lúc mất lúc hiện hay sao? Em không nhìn kỹ, không nhớ nữa. Lúc mất lúc hiện và con hiện. Rồng của em có hiện ra cho em được điểm hay không? Đúng hay sai? Ừ,
Em nói gì? Trước khi tới với thử thách kế tiếp, chúng ta coi lại đáp án. Alexi, làm gì làm cũng mỗi người lấy điểm chứ. Đến với thử thách kế tiếp của chương trình. Tìm sự thay đổi của đoạn phim. Măng Dù. Theo như em đoán thì trong cái bức hình này nó có cái sự thay đổi của màu sắc. Đó chính là em thấy là những cái ô hình vuông. Nó cứ chạy lên như thế này. Nhưng mà cái màu của nó thay đổi, nó chuyển từ lợt sang đậm hay sao á. Em quyết định chốt cái câu trả lời của em là những cái ô hình vuông là chuyển màu từ lợt sang đậm. Và Việt Hương cũng mong là nó thay đổi đúng theo ý của bạn. Tóc xù đúng không? Dạ. Minh Sầu ơi, đúng hay sai? Dạ đúng đó. Đúng. Đặt thay cái nè. 1, 2. Bà công à ha, được rồi, Quỳnh Châu rất là mừng. Quỳnh Châu em có đáp án không? Dạ không, em phải coi lại. Thấy cái kỹ sợ chưa? Trả lời luôn đi. Rất vui mừng, dạ em có đáp án đâu. Vậy thì mời các bạn xem lại. Ngọc Khanh, em đoán là những cái ô đó nó thay đổi theo kích thước. Những cái ô thay đổi kích thước. Và khi bạn Ngọc Khanh nói là những cái ô thay đổi kích thước thì bạn Ánh Ngọc O hay O hay A gì? Sao? Em có có nghĩa là luôn. Bạn ạ. Tôi sẽ chỉ điểm cho em nha. Nhỏ Ánh Ngọc cũng kiếm được đúng không? Và bạn bình tĩnh để đó để xem đúng hay sai Ngọc Khanh. Không. Dạ không. Có nghĩa là bạn không trả lời. Đó ơi, chà ơi. Theo em nghĩ thì những cái ô này nó thay đổi từ hình vuông sang hình chữ nhật. Từ hình vuông sang hình chữ nhật. Và Hương hy vọng là bạn đã vẽ nên được chiều dài từ hình vuông qua hình chữ nhật. Only C, đúng hay sai? Hồi hộp quá. Hồi hộp quá. Đầu tiên chết luôn á. Vậy? Rất hồi hộp. Mời bạn Quỳnh Châu. Hình như là không phải tất cả các ô trong đó đều thay đổi mà chỉ có một cái ô bên góc phải thay đổi thôi đúng không? Chỉ một ô bên góc phải. Dạ. Góc phải của góc phải màn hình đó chị. Góc phải của màn hình lớn, thay đổi. Nó lớn dần lên hay sao? Cứ lớn dần lên. Hay. Đúng đi mà. Đúng hình vuông thành hình chữ nhật, còn bạn đó là hình thì thay đổi lớn dần lên. Kích thước. Dạ. Thay đổi kích thước nha. Đúng hay sai? Đúng. Đúng đúng không? Sai rồi. Ê, đúng mà. Quỳnh Châu. Quỳnh Châu đang nựng cái bụng của mình chứ. Chúng ta tới thử thách tiếp theo của chương trình. Tìm sự khác biệt giữa hai bức hình. Mời Alice. Em thấy thì ở giữa của ngôi nhà, cái nhà có hai cái cửa sổ bị mất đi. Cửa sổ ở giữa bị mất đi. Hai bạn nữ ai bên ủng hộ tinh thần coi cánh cửa của Alice có bị mất đi không? Đúng hay sai? Cuối cùng cũng phải lấy mặt đàn ông lại. Hiện giờ trên màn hình là 6 người đều nhau nha. Chúng ta coi lại đáp án. Năm bạn khác đều gật gù như vậy. Hiện giờ cuộc đua của chúng ta đang ngang tài ngang sức.
nhớ nha, cú lên, cú lên, tới với thử thách kế tiếp. Tìm sự thay đổi của đoạn phim. Mời Ngọc Khanh. Em nghĩ là cái sự